Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 9, 4, 5, 9, 6, 7, 2, 1. Giải 6, các vé tận cùng mang số 9, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 6, 4. Giải 5, các vé tận cùng mang số 3145, 6073, 1774, 9335, 2193, 0747. Giải 4, các vé tận cùng mang số 9526, 9444, 4855, 6097. Giải 3, các vé tận cùng mang số 21642, 72620, 46915, 40939, 66975, 95237. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 54221, 54937. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 52395. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 63261. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 10EB, 11EB, 14EB, 15EB, 16EB, 17EB, 5EB, 9EB.